ngày 22 tháng 8, Thành đoàn Uông Bí tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn đội trường học năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018. Năm học 2016-2017, công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi được thành đoàn quan tâm và có nhiều đổi mới. Hình thức tổ chức tuyên truyền ngày càng sinh động hấp dẫn. Chất lượng hai phong trào xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc và phong trào đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp được triển khai có hiệu quả. Điển hình như các phong trào đoàn viên thanh niên đỡ đầu thường xuyên trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, phong trào hiến máu tình nguyện, phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Bên cạnh đó, công tác xây dựng tổ chức đoàn hội, đoàn thanh niên tham gia xây dựng đảng được đẩy mạnh. Năm học qua, công tác đội và phong trào thiếu nhi tiếp tục được tập trung triển khai với nhiều cách làm hiệu quả, thiết thực, đáp ứng tốt nhu cầu của thiếu niên nhi đồng. Các chương trình tự hào truyền thống, tiếp bước cha anh, luyện rèn tri thức, vững bước tương lai, vui khỏe an toàn, học ngàn điều hay, xây dựng đội vững mạnh cùng tiến bước lên đoàn, khăn hồng tình nguyện, chắp cánh yêu thương đã được triển khai rộng khắp và đạt kết quả tích cực. Các hoạt động phong trào của đội được duy trì với nhiều mô hình nổi bật như học tập ngoại ngữ, tin học trong nhà trường, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng xã hội cho đội viên. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố đã khen thưởng cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong công tác đoàn đội trường học năm học 2016-2017. Ngoài ra, thành đoàn đã trao giấy chứng nhận quỹ tài năng trẻ cho 38 tài năng trẻ và học bổng cho 5 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.